Xin chào tất cả mọi người, ngày hôm nay đến với show podcast của Mai, chúng ta có anh Duy, Nguyễn Ngọc Duy. Và anh Duy là một người rất là quan trọng trong cái hành trình thay đổi bản thân của chính của mình, bởi vì anh Duy là người thầy, gần như là người thầy đầu tiên, bởi vì trong cái hành trình thay đổi của Mai, cái việc đầu tiên Mai thay đổi đấy là ngoại hình của mình. Và anh Duy là người đầu tiên giúp cho mình tin tưởng được là có một cái cách phẫu thuật giảm cân mà không cần phải đi vào dao kéo, và giúp cho mình nhìn thấy được là bản thân của mình cũng sẽ làm được những điều mà mình nghĩ là không bao giờ tưởng tượng là mình sẽ làm được. Có những cái sự động lực, có những cái chuyển lửa giúp cho mình đi đến cuối được cái con đường hành trình cải thiện bản thân mình một cách hoàn toàn như thế. Và mình rất là vui khi có được anh Duy ở đây và chia sẻ và giúp mọi người thay đổi được cái cách nhìn nhận về việc giảm cân cho chính cái quá trình thay đổi hình dáng bên ngoài của bản thân mình ấy. Và hồi đấy thì khi mà mình gặp anh Duy là lúc mà mình cũng đang băn khoăn không biết được là phải theo cái trường phái tập thể dục như thế nào ạ, nên theo cardio hay là nên tập tạ hay là nên làm như thế nào để có một cái cách giảm cân mà nó nhẹ nhàng hiệu quả nhất. Thì khi mà đọc được những cái bài mà anh chia sẻ và biết được là anh đã giảm từ 102 cân xuống còn 70 cân, và làm anh tự có một cái động lực để giảm được, và anh học hỏi rất là nhiều và anh hiểu rất là sâu sắc về cái cách vận hành của mỡ trong cơ thể, cách vận hành của cơ thể, cách ăn uống như thế nào, cách lên thực đơn như thế nào. Và lúc đấy thì mình đã tin tưởng luôn và mình quyết tâm là đi theo anh, và trong gần một năm thì mình đã giảm được gần 6 cân mỡ. 6 cân mỡ nó khác với cả 6 cân bình thường lắm, bởi vì 6 cân mỡ là cả một cái quá trình nó ép nó đào thải những cái mỡ ra khỏi người mình không không hề đơn giản. Và khi mà mình đã làm được việc đấy xong thì mình nhìn thấy được là cái tư tưởng và cái cách nhìn nhận của mình về chính bản thân mình nó khác hoàn toàn, và mình bắt đầu biết được là nếu mà mình đặt một mục tiêu nào đấy thì mình sẽ đạt được nó khi mà mình thực sự có người thầy dẫn dắt và có một cái động lực đi đến cuối hành trình. Chính vì thế là mình rất là vui khi anh Duy nhận lời phỏng vấn ngày hôm nay. Và mặc dù là mình không còn đi tập anh Duy nữa thì mình vẫn có thể duy trì được cái cơ thể của mình, bởi vì mình đã có sự hiểu biết về cái cơ thể của mình rồi, hiểu biết về cái năng lượng dinh dưỡng rồi, và chỉ cần mình tập những cái bài tập phù hợp và ăn uống phù hợp thì mình có thể tự ép được lại cái cân của mình. Mình rất thích cái tư tưởng thay đổi từ tận gốc rễ, từ bên trong của anh Duy. Và chính vì thế thì mình muốn giới thiệu anh Duy tới cái podcast ngày hôm nay. Xin chào anh Duy, cảm ơn anh đã nhận lời Chào phỏng Mai. vấn của em. Chào Mai. Và bắt đầu một cái podcast thì bao giờ em cũng sẽ có ba câu hỏi về cá nhân một chút chút để cho mọi người đều hiểu về anh hơn ý. Và em đang muốn hỏi câu đầu tiên là anh đến từ đâu và hiện tại anh đang đang sống ở tại đâu, và điều gì mà là điều anh yêu thích nhất về cái nơi mà anh sinh sống? Anh vẫn đang sống ở Hà Nội. Anh sinh ra lớn ở Hà Nội. Và điều anh yêu thích nhất ở đây á. Thực ra anh không thích sống ở Hà Nội đâu. Anh sống đâu phải ở Hà Nội đâu, anh sống ở Central Park, à Eco Park mà. Eco Park thì nó mới chuyển về đây được 2 năm thôi, còn sinh ra lớn ở Hà Nội và làm việc với Hà Nội. Nhưng thực ra là không thích Hà Nội tí nào cả. Vì sao vậy? Đông quá. Anh không thích đông đúc. Tâm Đông đúc hồn bụi bặm. Thế nên là mới chuyển về Eco Park là vì thế. Trước khi mà anh trở thành cái người đi phẫu thuật mỡ không cần kéo của chị em ấy, thì anh làm về bộ phận nào, làm về mảng công việc nào? Trước anh làm về phóng viên thể thao 5 năm, sau bắt đầu chuyển về, sau khi giảm cân thành công thì bắt đầu quay ra mở trung tâm giảm cân và làm cho đấy từ đến bây giờ 2014 đến bây giờ. Và em muốn hỏi thêm là tại sao lại là cái tên FatExtech, và khi mà em biết đến anh ý thì cái Facebook của anh tên là Duy Béo, và bây giờ mọi người vẫn gọi là Duy Béo mặc dù là rất là gầy rồi, rất là người rất là đẹp rồi, thì tại sao là FatExtech và cái động lực gì giúp cho anh giảm cân được nhiều như thế? Anh không nhớ chính xác là tại sao lại tên nó như thế. Thì là tự nhiên là đến thôi. Thì Em thích có cái tên đấy bởi vì em không nói là weight loss mà anh nói là fat attack, anh tấn công vào mỡ chứ anh không tấn công vào cân nặng. Và cái tư tưởng này em thấy là cái đầu tiên mà anh dạy cho em ấy, là có một cái sự hiểu lầm rất là nặng khi mọi người nghĩ đến việc giảm cân. Nó khác với việc giảm mỡ, và anh là tập trung vào giảm mỡ, thì nó khác nhau như thế nào, và anh có thể chia sẻ được cái hành trình vì sao anh tập trung vào giảm mỡ không ạ? Rất nhiều người cho đến bây giờ thường xuyên nhầm lẫn với việc là giảm cân có nghĩa là giảm béo. Đó. Rất, khi mà người đứng lên cái cân nặng ấy, nó hiện ra ví dụ như là 70 cân
thì nó không trong 70 cân đấy nó sẽ bao gồm cả xương, nước, cơ, mỡ và khoáng chất. Nó cộng lại nó ra 70 cân. Và mỡ chỉ là một trong năm yếu tố thôi. Còn người ăn nhịn ăn hay là làm bất kỳ cách gì để giảm cân xuống 65 cân là mất đi 5 cân. Thì 5 cân đấy là cái gì trong năm yếu tố kia không biết. Người hoàn toàn không biết. Và 5 cân đấy là cái gì giảm nó sẽ tùy thuộc vào cách mọi người thực hiện cách giảm cân. Ví dụ như mọi người ăn kiêng thì nhịn ăn thì cái đầu tiên mất sẽ là khoáng chất, cơ và nước và có mỡ có xương, ok có xương và bốn ba kia rất quan trọng. Xương thì mọi người không thể mất xương được rồi đấy, nên là khoáng chất là cái cần cho cơ thể, nước là cái rất cần cho cơ thể và cơ cũng vậy là mọi người mất. Còn nếu mà giảm cân gọi là giảm cân một cách khoa học, giảm cân một cách lành mạnh thì cái mọi người giảm chỉ là mỡ và bốn cái kia mọi người phải giữ. Đúng. Cái tư tưởng này giúp cho mình cân nó không nói lên vấn đề gì cả, quan trọng mất được bao nhiêu mỡ. Đúng rồi. Cái tư tưởng này thực sự giúp cho mình thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về cái cơ thể của mình ấy, bởi vì cái tạng người của Mai hồi xưa nhìn thì có vẻ rất là gầy nhưng mà thực sự bên trong nếu mà so về cái phần trăm mỡ thì rất là cao ấy, và có cái gọi là skinny fat mà anh Duy có nói về rất là nhiều ấy. Và cái này nó cũng là một cái mối tiềm ẩn khá lớn cho cái vấn đề sức khỏe nữa. Và chính vì thế mình chọn đi học ở Fat Attack bởi vì là nó không tập trung về giảm cân mà nó thực sự tập trung về việc cân bằng giữa cơ thể và cái việc giảm mỡ trong người của mình và giảm những cái mỡ thừa không cần thiết. Thì em muốn anh chia sẻ lại cái câu chuyện anh hành trình giảm cân từ 102 cân xuống còn 70 cân ấy, những cái câu chuyện mà anh đi tập, anh thuê hẳn phòng, anh pay hẳn cho vào Cali tập nhưng mà cuối cùng cũng chả tập ở đấy theo bài tập của họ mà tự tập ấy. Anh kể cái câu chuyện đấy lại được không, bởi vì là cái câu chuyện đấy khá là ấn tượng với em, cái nội lực mà mình tự có cái động lực để giảm cân như thế rất là ấn tượng với em. Thực ra là anh béo từ bé, từ hồi đi học cấp 1 và cho đến khi gầy được từ năm 26, tầm 26, 27 tuổi gì đấy. Lúc đấy bắt đầu mới gầy được. Còn trong quá trình từ năm 6 tuổi đến năm 26 tuổi đã cố gắng giảm cân rất là nhiều rồi. Luôn béo, luôn thuộc dạng là béo nhất nhì trường, đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay đại học nhất nhì trường. Không phải là béo nữa, hơi béo thông thường nữa mà rất là béo. Cố nhiều cách giảm cân nhưng mà cũng không tác dụng gì cả. Tức là thường là chỉ được một thời gian 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần xong rồi bỏ. Và còn mọi người hay hỏi là động lực nào khiến mình có thể thay đổi được như thế. Tức là thời điểm đấy không nhớ, chỉ biết là đến một ngày thì mình thực sự muốn làm điều đấy. Thế là muốn giảm cân, muốn làm điều đấy. Và mình cứ làm thôi. Nó sẽ dẫn đến kết quả mình muốn. Thế lúc ấy mình thực sự muốn làm, chứ còn lý do nhiều lắm. Muốn mặc đẹp, muốn khỏe hơn. Khỏe hơn thì từ năm 18 tuổi có bệnh rồi. Nhưng mà đã biết cần sức khỏe là cần phải khỏe rồi. Tim mạch, tim đập cao, huyết áp cao, bác sĩ cấm chơi thể thao. Nhưng mà biết là phải giảm cân từ đấy, nhưng mà có giảm được đâu. 10 năm sau vẫn thế, 8 năm sau vẫn ở mức đấy. Nhưng mà nhiều lý do cộng lại chứ không có đơn thuần một lý do gì cả. Đấy. Cái này mà muốn làm điều đấy là lên xếp ưu tiên cao là làm thôi. Và tập luyện thì lúc đầu vào phòng tập giống như rất nhiều người đi tập giảm cân khác là mua một thẻ member ở phòng tập nào đấy từ bình dân cho đến cao cấp và vào thì cái phí đấy thì chỉ là cái tập gọi là vào phòng tập của người ta thôi, tham tập vào máy móc, máy chạy rồi các máy tạ, cái khu vực của người ta thôi. Và nhưng mà vấn đề là hầu hết mọi người đều không biết cách tập luyện và mọi người sẽ thất bại sau khoảng 2-3 tuần vì cũng cố gắng chăm chỉ đi tập mà hiệu quả không có. Và mình cũng thế, giảm được 30 cân trong vòng 14 tháng nhưng mà 6 tháng đầu tiên khá là tệ. Và tập được 4 tháng thì nghỉ, Tết nghỉ luôn 2 tháng lại, cân làm lại hơi cao lên. Và đến lần quay lại tiếp theo thì mình sẽ đã thuê huấn luyện viên cá nhân trong vòng 1 tháng, 12 buổi trong vòng 1 tháng. Để gọi là quyết tâm là phải biết cách tập thế nào, ăn uống thế nào.
Nhưng mà cái khiến mình cảm thấy không thỏa mãn đây là cảm giác như người ta vẫn muốn giữ một cái gì đấy, giữ nghề, không cho mình hết tất cả, để sao để mình vẫn có thể giảm cân nhưng mình vẫn không thể thể rời tay người ta ra được đó. Và đáng lẽ mình có thể làm tốt hơn nếu mà người ta đưa hết tất cả mọi thông tin về cách làm thật tốt thì có thể mình làm tốt hơn, nhưng người ta cho mình giảm số cân nhất định thôi để mình vẫn tiếp tục đến với người ta, thì sau đấy mình bắt đầu mới bảo thôi có thể làm được hơn, tự tìm hiểu câu chuyện là tập như thế nào, ăn uống như nào, dinh dưỡng như nào, và là 6 tháng giảm nhiều cân nhất, khoảng 60-70% cân nặng trong 6 tháng cuối cùng, mười mấy cân đó, mười mấy 20 cân. Đấy là do anh tự tập à? Hay là như nào? Tự tập, và trước đây thì mình cũng đã tự tập ở nhà các thứ rồi, quyết tâm nhưng mà không thành, nên mình quyết định là ra phòng tập để tập cho có môi trường. Đó, đấy là cái mà mình nhận ra sau khi mình đi tập, so việc là đã từng tập ở nhà rất nhiều lần cố gắng mới thất bại, và so việc ra phòng tập tập nó khác nhau chỗ nào, khác nhau ở cái môi trường, ở không khí. Tập ở nhà thì thường ở Việt Nam, hay là ở Việt Nam thì không phải nhà nào cũng rộng và có những phòng phòng và mọi người thường sẽ tập ở trong khu vực là phòng khách có sofa, hay là có những nhà nhỏ hơn thậm chí tập trong phòng ngủ, những người vác cả máy chạy vào trong phòng ngủ hay phòng khách. Thì trong căn nhà của mình gọi là so sánh hơi khập khiễng mà nó có phong thủy, tức phòng ngủ thì ta dùng để ngủ đó, mà mình vác máy chạy vào, so việc là toát mồ hôi ở trên máy chạy và so việc nằm trên cái giường để ngủ êm ái thì thường người ta sẽ xu hướng chọn cái giường và chỉ chạy khoảng 5-7 phút thôi là bò lên giường, giống kiểu ngày xưa đi học thế, học đi học thế, ngồi bàn học thì học được sẽ rất là lâu nhưng mà nằm giường mà học thì một lúc là ngủ, vì cái giường để tạo ra để ngủ, phòng ngủ tạo ra để ngủ, cái phòng khách để tạo ra để ngồi nghỉ ngơi, vác máy chạy vào sẽ không có tác dụng gì hết, thì mình là cái bản năng của mình đã coi đấy là chỗ để mình ngồi rồi chứ không phải chỗ mình chạy. Và phòng tập, ra phòng tập thì khác, nó là nơi tạo ra để mình tập và nó sẽ giúp mình tinh thần mình khác, mình không có chỗ để mình dừng lại nếu mà mình đã muốn. Nên là khi đi tập thì đương nhiên là có những người vẫn tập thành công ở nhà nhưng mà tỷ lệ rất là thấp, và mọi người nên ra ngoài, nên đi vào phòng tập nào đấy để tập sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Em cũng thử đi tập phòng tập rồi ấy, và nó cũng vẫn chưa có kết quả cho đến cái lúc mà em bắt đầu đi tập ở chỗ phòng tập của anh ấy. Và em nhìn thấy được là cái quá trình mà em thích nhất ở trong cái việc đi tập với anh ấy, đấy là cái quá trình mình không chỉ có người thầy dạy, không chỉ có một cái phòng tập chỉ chuyên dành cho tập, mà thực sự là cả những cái người xung quanh của mình cũng rất là hứng khí thế để giảm cân ấy. Và em rất thích cái điều này, đấy là em luôn nói đấy là có một người thầy dẫn dắt, có một cộng đồng đi cùng với cả có một có cái hành trang đi đến cái đích đấy thì mới đến được ấy. Và em rất thích cái điều này ở ở trong cái cách mà anh vận hành Fast Attack, cái lớp Fast Attack của anh ấy. Thì vì sao mà sau này anh bắt đầu nhìn thấy được là họ giấu nghề gì, và bắt đầu anh tìm hiểu, và tại sao khi mà anh bắt đầu giúp mọi người trong quá trình giảm cân này, anh chia sẻ rất nhiều về những cái kiến thức mà anh có. Thực sự em thấy như kiểu anh là một cuốn sách mở ấy, anh biết cái gì là anh sẽ chia sẻ, và anh không sợ là người ta sẽ bỏ tập của anh nếu mà anh chia sẻ hết những cái như thế. Hồi đầu khi mình mới làm như thế rất nhiều bạn bè nói là sao mày cứ cho hết thế, người ta biết được người ta đi tập giảm được cân rồi người ta tự tập ở nhà, hoặc là người ta bắt chước lại, người ta tự mở phòng tập của mình. Thì theo mình cũng trải qua việc là đi tập rồi sẽ biết là nếu mọi người muốn tức, bản thân cái việc khi mình muốn mở Fast Attack ra là không phải để kinh doanh, và bản thân là mình muốn giúp đỡ mọi người, nếu mà hơi béo không sao nhưng mà ở vị trí mà gọi là béo phì thì cái tâm lý nó khác hoàn toàn. Sau khi giảm được từng lấy cân thì mọi thứ nó quay 180 độ, thay vì việc không chứ không phải đơn giản chỉ việc giảm 5-6 cân từ hơi béo xuống bình thường thì nó là câu chuyện khác, còn giảm cân từ béo phì đúng người bình thường thì nó là câu chuyện khác, có thể là thay đổi cả một cuộc đời của người ta.
Vì sao? Thì sức khỏe họ cải thiện, cơ hội kiếm được việc làm tốt hơn chắc chắn rồi, tại vì có rất nhiều công việc đòi hỏi ngoại hình đấy, và đấy là chuyên môn của mình, trong khi công việc đấy lại đòi hỏi ngoại hình mà mình lại không đáp ứng được cái đấy thì sẽ phải tìm việc khác không đúng chuyên môn, có khi nó lại mang lại cuộc sống của người khác, và biết đâu lại có nhiều thứ khác tốt hơn đến mình khi mình giảm được cân. Đó, đấy là hai cái quan trọng nhất là sức khỏe và sự nghiệp sẽ được thay đổi. Em rất là cảm ơn điều này, bởi vì chính cái cách mà anh làm như thế giúp cho em cũng có một cái cách đi. Chính vì Mai luôn nói là những cái người thầy Mai chọn đầu tiên cũng khá là quan trọng và rất là may mắn, bởi vì mình chọn những người thầy có một cái thật tâm khi mình họ làm bất kỳ những điều gì và họ chia sẻ không sợ phải giữ bài. Bởi vì thực sự, bởi vì khi anh Duy làm như thế với mình thì mình mới thấy là mình chẳng muốn đi học ở đâu, và mình chỉ thực sự muốn chỉ tập ở anh Duy. Kể cả mình có vào Sài Gòn lập nghiệp rồi ra, xong mình đi ra Hà Nội, mình ra mấy tháng mình cũng sẽ đi tập lớp anh Duy, và mình vẫn giới thiệu cho mọi người đi tập cái lớp của anh Duy rất nhiều. Và cái em nghĩ là cái đấy, cái sự thật tâm đấy của anh ấy giúp cho cái lớp của anh phát triển rất là tốt sau này, và nó cũng là một cái bài học để cho em làm cái con đường của em là chia sẻ với mọi người tất cả gì mình biết, và giúp cho chia sẻ theo cái cách là mình giúp họ để họ thay đổi một cách tốt hơn ấy. Và khi mà mình có giúp họ được như thế thì họ thực sự sẽ không bao giờ rời bỏ mình, mà họ sẽ tin tưởng và nghe mình hơn, lắng nghe mình hơn. Và có những người mình đã mở khoa tách được 6 năm rồi, có những người tới với mình được 4 năm gần như là chưa nghỉ. Đúng rồi. Một kỳ nào cả, tức là tập liên tục 4 năm. Và có những người thì sinh em bé thứ nhất tập, xong khi em nghỉ, xong gầy rồi sinh em bé thứ hai tập, xong khoảng năm sau lại sinh em bé thứ ba nghỉ lại quay lại, và họ cứ liên tục quay lại, và họ không đi tìm chỗ khác. Vâng. Nên là họ có sự tin tưởng. Sự tin tưởng đấy rất cần thiết. Và em muốn anh chia sẻ một chút là cái cách tập của anh ấy, thực sự là hồi đầu anh Duy tập với cả cái vận động cường độ cao, sau này anh thay đổi cách tập, và anh vừa chia sẻ là cái cách tập nó khác đi một chút, nhưng cái quan trọng nhất đối với anh vẫn là cái việc ăn uống ấy, và hiểu cái cơ thể của mình ấy. Anh có thể chia sẻ thêm một chút về cái đấy được không ạ, để cho mọi người biết được là làm như thế nào để tôi biết được là tôi sẽ giảm mỡ kiểu gì. Trong cái gọi là phác đồ cho một người tập giảm cân, đối với người muốn giảm cân, giảm cân nó là thứ gần như là khó nhất trong việc trong các loại hình tập luyện để cho khỏe, để cho tăng cơ bắp hay để giảm cân, thì giảm cân là có thể xếp vào dạng khó nhất. Và trong cái phác đồ và trong cái tháp giảm cân ấy, thì cái yếu tố quan trọng nhất mà trước khi làm bất cứ chuyện gì mà người ta muốn nhấn mạnh ở đấy, đó là phải thấy vui, cảm thấy vui vẻ với việc mình làm. Do bản thân người đấy phải muốn là mình thực sự muốn giảm cân. Như mình ấy, cứ hỏi một lý do tại sao lại muốn giảm cân, thì đấy là tự nhiên đến một ngày đẹp trời mình muốn giảm cân vậy thôi, và mình làm. Và trong cái phác đồ giảm cân cũng thế, cái đầu tiên cần nhấn mạnh đấy là phải vui. Làm một thứ mình không thích sẽ không làm được dài. Như là mình giảm cân không phải vì mình, giảm cân vì người khác, giảm cân vì một ai đó khác, hay giảm cân vì bị ép, vì bố mẹ ép, hay bị người yêu ép, hay là chồng vợ chồng ép giảm cân. Vì đấy là thứ mình không thích, đã không thích thì thường không làm được lâu, chỉ được thời gian thôi. Và giảm cân nó là thứ cần duy trì kéo dài cho đến hết đời mọi người. Duy trì cân nặng thì mình phải duy trì đến hết đời, và không làm được lâu thì mọi người lại sớm quay trở lại cái vòng tròn đấy, tức là cứ giảm xong lại lên, Việc đầu tiên mình phải xác định là mình muốn làm được đấy, thì những cái khó khăn về sau mình sẽ dễ bước qua được. Còn khi mình đã bị ép làm rồi mà đi tập thì mệt, không thích vận động đi tập thì mệt, ăn uống thì không được ăn ngon, ăn thả phanh như ngày xưa nữa, là sẽ thất bại thôi, chắc chắn sẽ thất bại. Nên là vui vẻ với chuyện đấy thì mình sẽ thích được dài. Đó, đấy là cái đầu tiên. Về cái thứ hai ở đằng sau việc tập, cái thứ hai trong cái phác đồ đấy, tức là cái thực sự là mong muốn điều đó. Ở cái thứ hai nó có 5 yếu tố.
Và năm yếu tố này cũng không liên quan đến tập luyện cả. Đấy. Yếu tố thứ nhất là ngủ đủ, giấc ngủ rất quan trọng trong việc giảm cân. Thiếu ngủ, ngủ đủ như là rất cần một đêm, một ngày một người có khoảng cần khoảng 7 đến 8 tiếng ngủ. Và trong đó khoảng 7 tiếng ngủ buổi đêm, buổi trưa có thể chợp mắt khoảng 15, 20 phút, 30 phút. Có được không có được, nhưng mà quan trọng nhất là giấc ngủ buổi đêm là phải đủ 7 đến 8 tiếng. Vì sao? Khi ngủ không đủ thì cơ thể sẽ sản sinh ra một số loại hormone. Đó, hormone hai loại mà sẽ xuất hiện nhiều nhất đấy là ghrelin và leptin. Ghrelin là hormone đói, còn leptin là hormone no. Tức khi mình thức đêm thì hormone nó sản xuất ra nhiều hơn, đó là hormone ghrelin, sẽ khiến mình có cảm giác đói. Và đấy do tại sao những người thức đêm dễ, tức là hôm sau có thể dễ bị ăn nhiều hơn bình thường. Nó sẽ ảnh hưởng đến chứ vậy sao, tức là mọi người phải hiểu là cơ thể của mình bên ngoài nó chỉ là cái bộ, cái bề mặt bên ngoài thôi. Còn một còn những thứ kiểm soát cơ thể của mình đó là hormone. Hormone nó là vua của cơ thể. Não không phải cái điều khiển hormone, mà hormone là cái điều khiển não bộ của mình. Đó. Ví dụ như đơn giản như là bên ngoài mình là một người đàn ông hay người phụ nữ, nhưng mà bên trong giới tính của mình là gì, nó là có chuyện nào khác. Và cái quyết định giới tính là hormone. Đó. Và hormone khi mà cơ thể đã tiết ra rất nhiều, sau nhiều hormone, nhiều hormone đói chẳng hạn, thì mình bắt buộc phải ăn. Mình không kiểm soát được cái thói quen, không thể dừng chuyện lại được, vì nó đưa tín hiệu lên não là đói, thì mình bắt buộc phải ăn. Và rất nhiều hormone khác ảnh hưởng đến cơ thể, nó là một câu chuyện khác đấy. Ví dụ như hormone là thứ gọi là vua của tất cả. Nó đã đưa ra tín hiệu rồi, mình sẽ phải thực hiện. Chân tay chỉ là dụng và binh lính thôi. Còn hormone nó là người ta quyết định. Chân tay các thứ, muốn tập hay không, hormone nó đưa ra quyết định. Nó đã bảo mình không được tập nữa, mà dừng tập thì mình cố không tập được. Đó, là giấc ngủ quan trọng, nó ảnh hưởng đến hormone. Nó là hai hormone cụ thể đây là hormone đói và hormone no. Nó sẽ làm tăng hormone đói lên. Và mình ăn nhiều hơn, mình ảnh hưởng đến chuyện là cân bằng dinh dưỡng. Đấy. Một cái thứ hai đấy là kiểm soát stress sẽ gây cho mình việc là tăng hormone cortisol. Rồi hormone đấy, hormone sẽ về lâu về dài, nếu mà chuyện đấy xảy ra thường xuyên, đó là hormone gây tích mỡ. Thì cụ thể đây là tích mỡ bụng, nên những người hay bị stress thì thường sẽ có vòng hai không được săn chắc cho lắm. Nếu mà chuyện đấy diễn ra dài trong thời gian dài kỳ, nếu một ngày hai ngày không làm gì, thời gian dài kỳ thì những người đấy thường sẽ dễ bị có vòng hai lớn hơn bình thường, nhiều mỡ hơn, tích mỡ ở đấy. Rồi cái yếu tố thứ ba đấy là nước và cân bằng dinh dưỡng. Uống đủ nước quan trọng. Đó. Và cân bằng dinh dưỡng, cân bằng dinh dưỡng đây chứ là nó họ chưa cần những người mà đang họ ăn uống rất là sai. Và ngay từ đầu đã bắt họ là phải ăn đếm calo từng ly từng tí một, thường họ sẽ không làm được. Bắt đầu họ làm những thứ từ nhỏ nhất là thay đổi là cân bằng dinh dưỡng, cân bằng lượng carbs, protein và fat trong lần nhà vào, chứ chưa cần đến cụ thể là bạn sẽ phải ăn bao nhiêu carbs một ngày, bao nhiêu protein một ngày, bao nhiêu fat một ngày. Nó rất là khó với những người mới, và mình chỉ cần dạy họ cách là ví dụ như là một bữa sáng theo kiểu Việt Nam là xôi lạc đi, xôi vừng, xôi ruốc đi. Mình sẽ dạy họ là trong khẩu phần ăn một bữa như thế thì đấy là 100% là carbs, protein thấp và fat rất là thấp. Đấy là một bữa ăn thiếu cân bằng dinh dưỡng. Một bữa ăn đủ cân bằng dinh dưỡng tức là phải có khoảng carbs, nó rơi vào khoảng tầm 60% thành phần dinh dưỡng, nó là carbs, khoảng 30% là protein và 10% là fat trong một bữa ăn bất kỳ của mình. Đấy là cân, gọi là cân bằng dinh dưỡng. Thế mọi người sẽ phải tìm cách là ăn khác đi một tí, dù ăn bánh mì trứng, nó sẽ gọi là tiến bộ hơn. Bánh mì trứng ở ngoài là tiến bộ hơn, nhưng mà vẫn là quá nhiều carb và có ít protein. Thế mọi người sẽ biết là phải điều chỉnh hơn nữa, là chỉ ăn nửa cái bánh mì thôi, nhưng mà phải ăn ít hai quả trứng. Như ở nước ngoài phương Tây sẽ là một lát bánh mì gối và hai quả trứng ốp chẳng hạn. Đấy. Dần dần sẽ biết là phải điều chỉnh dần dần như thế.
để mang lại bữa ăn cân bằng dinh dưỡng. Yếu tố thứ tư trong cái gọi là bước thứ hai, yếu tố thứ tư nó gọi là NEAT, viết tắt là NEAT, viết tắt cụm từ là Non-Exercises Activity Thermogenesis, tức là gọi là vận động tối thiểu hàng ngày khi mà không tập luyện gì cả. Tức ngoài việc tập luyện ra, việc vận động hàng ngày nó sẽ mang lại hiệu quả việc giảm cân giảm mỡ rất là lớn. Nên là sẽ có rất nhiều người đi tập ở đâu cũng thế. Tức là cứ cho là hai kia sinh đôi đi tập cùng với nhau, ăn uống giống hệt nhau, ngủ nghỉ giống hệt nhau, tức là giống nhau từng tí một. Và cái khác nhau duy nhất là cái NEAT đấy thôi. Các người thì về vẫn làm việc nhà, lau nhà, quét nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt giũ quần áo và mọi thứ việc nhà. Và người về có cái chị làm hộ rồi thì bạn em chỉ ngồi xem TV và ăn thôi. Ăn xong rồi lại ngồi xem TV hoặc ngồi làm việc do có người chị làm hộ rồi. Thì kết quả thì người nào có chỉ số NEAT cao hơn thì người sẽ giảm cân, giảm mỡ tốt hơn. Đó. À, vì họ vận động nhiều hơn, họ đốt nhiều calo hơn. Vì một ngày một người đi tập chỉ đi tập khoảng 45 một tiếng phút một tiếng thôi, 2-3 tiếng còn lại nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến kết quả. Đấy, rất nhiều người thắc mắc là tại sao mình đi tập giống hệt, ăn uống giống hệt nhưng mà kết quả không cao. Đấy là do cái chỉ số NEAT đấy không nhiều. Và làm nào để tăng chỉ số NEAT lên? Và nếu mà ở nhà mình có giúp việc rồi, không phải làm gì hết, không phải động chân động tay, có bố mẹ rồi không phải làm động chân động tay. Nếu mà không phải làm thì phải dùng cách khác, ví dụ như đi bộ. Đi bộ nhé, không phải chạy bộ nhé, chỉ đi bộ thôi. À, tối thiểu sẽ phải là 7.000 bước một ngày. Bây giờ có rất nhiều loại đồng hồ đo được bước chân, mọi người có thể mua về đeo hoặc là có thể cho điện thoại vào túi đi lại được. Đâu, một ngày mọi người đi bộ khoảng 7.000 bước chân, chưa bao gồm việc tập. Kết hợp việc tập thì nói ở bước sau. Đấy. Chỉ cần một ngày cố gắng đi bộ 7.000 bước chân, nó rơi vào chắc khoảng tầm 4-5 cây đi bộ, thì nó sẽ mang lại hiệu quả đốt mỡ đáng ngạc nhiên cho mọi người. Thử mà xem. Cực kỳ hiệu quả. Anh có đi 7.000 bước một ngày không? 7.000 bước mình có thể làm những việc khác nữa. Đấy. Tức là nếu mà không làm việc gì thì có thể quy ra gọi là 7.000 bước chân. Tối thiểu nhá. Còn ai mà duy trì ở mức 9.000 đến 10.000 bước một ngày thì nó rất là tốt. Cho nên những quốc gia mà ví dụ như kiểu Nhật Bản họ phải đi bộ nhiều ra các bến xe bus rồi tàu điện ngầm ấy, thì tỷ lệ béo phì rất là thấp. Đúng rồi. Thế còn anh nói về carbs ấy, thì carbs ở đây cũng là rau đúng không ạ? Bởi vì khi mà em học anh mới hiểu là tinh bột không chỉ là cơm ấy mà nó là rau ấy, những cái tinh bột tốt ấy. Rất nhiều người nhiều người nhầm với việc là nhiều người không hề biết là carbs, mọi người hay nói với nhau là ăn low carbs hay là bỏ carbs đi để giảm cân, nhưng mọi người hoàn toàn không biết là những cái gì gọi qua là carbs. Như mình ăn thì mình biết mình ăn cơm, mình ăn rau hay mình ăn hoa quả, mình nhìn có mắt thì mình biết là mình ăn cái gì. Còn thực ra là khi mà vào trong dạ dày nó có mắt đâu, nó chỉ là nhào nặn rồi nó xử lý cái thực phẩm ấy thôi. Và nó sẽ tìm ra được chất ở trong thực phẩm đấy, ví dụ như là trong cơm gạo nó tìm ra được carbs, carbohydrate, nó sẽ tìm ra glucose đấy, cụ thể là glucose, carbs, và cơ thể nó chuyển hóa thành glucose là đường huyết của mọi người đấy. Và nó tìm trong cơm có glucose, nó tìm ở trong rau có glucose, nó tìm ở trong hoa quả có rất nhiều glucose, và được bánh kẹo đường thế, sữa thế, và cái, những cái đấy nó gọi là carbs. Là cơ thể nó có đấy là thực phẩm này cung cấp cho nó glucose là đường huyết, và nó sẽ dùng năng lượng của cơ thể thôi. Sẽ không phân biệt sự khác nhau giữa cơm hay là rau hay là hoa quả, nó cùng là một loại thực phẩm cung cấp carbs, carbohydrate. Nó chỉ khác nhau về hiệu ứng lên cơ thể thôi. Em cảm ơn anh, giờ chia sẻ rất là chi tiết. Mình còn học lại được bao nhiêu thứ mới từ anh. Thế thì anh cũng có nói được hết luôn là những cái cách sai lệch khi mọi người nhìn về cái chế độ dinh dưỡng của mình ấy, cũng như là những cái tư tưởng sai lệch về việc giảm cân ấy. Thì em chỉ có một cái câu hỏi cuối cùng đấy là, nếu mà để cho anh
nếu mà để cho anh khuyên một bạn mà chưa đi tập FedEx chẳng hạn, và bạn ấy muốn có một cái hành trình giảm cân một cách nhẹ nhàng và cũng như là hiệu quả nhất ý, thì anh sẽ khuyên bạn bắt đầu từ đâu ạ? À? Thứ nhất, mình đầu tiên khuyên các bạn, bạn ấy sẽ là thực sự mình muốn cái gì? Đấy, tức là muốn giảm cân, xác định rất là rõ. Rất nhiều người thừa cân là do dinh dưỡng, 100% bị thừa cân, béo phì là do dinh dưỡng. Và ăn uống rất là thoải mái, không lo chuyện đấy. Nhưng mà khi mà muốn giảm cân, giảm mỡ thì mình phải cân bằng lại chuyện đó. Tức là nhiều khả năng sẽ phải ăn ít đi. Nhiều khả năng sẽ phải bỏ một số thực phẩm mà mọi người rất thích ăn, như ở bánh ngọt, trà sữa, kem các thứ. Mọi người phải đánh đổi, xác định ngay tư tưởng từ đầu. Đấy là mình có sẵn sàng đánh đổi điều đấy hay không? Vì cái gì nó có giá của nó. Cái đời này cái gì cũng có giá của nó. Và cái giá của việc có cơ thể đẹp là gì? Tức là ăn uống phải điều độ. Không ăn kiêng, nhưng mình hoàn toàn không đề cập chuyện ăn kiêng. Điều độ, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Đó. Và cái cơ thể nó chỉ là hình ảnh phản chiếu của lối sống của mình thôi. Lối sống của mình bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện, ba cái. Ngủ nghỉ đủ, ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao đều đặn, mọi người sẽ không thấy ai xấu cả. Và ngược lại, ngủ vớ vẩn, ăn uống thả phanh, lười vận động thì ngoại hình sẽ không đẹp. Mọi người xác định ngay từ đầu với nhau là mình muốn cái gì, muốn ăn hơn hay là muốn đẹp hơn, muốn khỏe hơn. Đó. Và cảm thấy vui với cái chuyện, cái quyết định của mình, xác định mình muốn thì mình mới làm được các bước tiếp theo. Rồi đấy, thì cố gắng là điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao. Mình nói ở đây dùng từ là tập thể dục thể thao thôi, chứ mình không nói cụ thể là phải tập cường độ cao hay là tập với tạ, vận động, nó mang lại kết quả rồi. Vận động, ăn uống và ngủ nghỉ mang lại kết quả rất đáng ngạc nhiên. Quan trọng nhất là đi đường dài. Đúng rồi, giống như anh vừa nói là thay vì mình tập được 60 ngày liên tục mà bây giờ mình có thể tập cả một năm trời ấy, thì đi đường dài vẫn tốt hơn là việc chỉ có chăm chăm và giảm xong rồi nó lại tăng ấy. Nếu mà mình không có cái tư tưởng bắt đầu là yêu cơ thể hơn bằng cách cho nó ăn những cái thứ đồ ăn tốt hơn hoặc là có những cái chế độ hoạt động làm việc tốt hơn ấy, em nghĩ sau cái lần nói chuyện này chắc là nhiều bạn cũng sẽ có một cái cách nhìn nhận về cái việc cân nặng và cái chỉ số mỡ của mình khác đi. Vì nó không chỉ là không ai có thể ép các bạn ấy làm việc gì mà các bạn ấy không muốn cả. Và thực sự là mình muốn gì, đúng như anh nói, mình muốn gì, nếu mà mình đã muốn rồi thì mình quyết tâm sẽ làm được cái chuyện đấy. Đây, sắp tới thì cái kế hoạch của anh có mở lớp Fat Attack ở đâu ngoài Hà Nội không ạ? Hay là anh chỉ có tập ở Hà Nội thôi ạ? Thì mục tiêu của mình là cũng có muốn mở rộng ra, nhưng mà mình chưa, cái nhân sự ở phía sau của mình đang chưa bao quát, chưa đủ sức để làm những gì mình muốn. Có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả của những người tìm đến mình. Mình chưa muốn mở rộng ra. Và nếu mà mọi người ở Hà Nội thì thực sự là nên đi tập và có một cái niềm mong muốn phẫu thuật mà không cần dao kéo thì nên đi tập anh Duy Béo. Bởi vì là cái lớp Fat Attack đấy là cái lớp mà mang lại rất nhiều cái thành công. Mà anh nghĩ là hầu như tất cả mọi người đến mà theo đuổi kiên trì thì đều thành công của cái lớp của anh Duy. Và không chỉ là đi tập mà còn là một cái nơi được chia sẻ, được lắng nghe những cái kiến thức rất là hay về chế độ dinh dưỡng, và đồng thời nhìn thấy rất là nhiều người khác cũng có cái niềm khát khao giống như mình ấy, và cũng có động lực đi sâu hơn trên con đường này. Thì em cảm ơn anh rất là nhiều, và mọi người có thể biết thêm được về các cái chế độ ăn hoặc là những cái cách tập ý, thì có thể đến tìm anh ở đâu được ạ? Hiện nay thì mình chỉ có cơ sở xã Đàn thôi, ở xã Đàn. Và địa chỉ nó là 300 Đê La Thành Nhỏ, Đống Đa, Hà Nội. Hoặc mọi người có thể search cụm từ là Fat Attack trên Facebook sẽ ra ngay. Fat Attack là cái nhóm đúng không ạ? Nó có cả nhóm, cả page, có cả fanpage ở đây. Fat Attack, vâng. Em cảm ơn anh Duy rất là nhiều, và hy vọng là cái thông tin ngày hôm nay mang lại nhiều điều bổ ích tới tất cả mọi người đang lắng nghe ở đây, và có một cái cách nhìn nhận khác về việc yêu cơ thể của mình. Bởi vì như anh nói, cơ thể chỉ là cái phản chiếu của cái lối sống của mình mà thôi ý.
thì hy vọng là cái lối sống mới, một cách lành mạnh và cái tư tưởng làm đẹp bền vững ấy, nó sẽ giúp cho mọi người đi trên hành trình này vững tin hơn. Cảm ơn anh Duy rất là nhiều và hy vọng là anh có một cái kế hoạch mở rộng tốt đẹp, và em hy vọng là sớm được tập của anh, chứ nếu mà phải về Việt Nam, về Hà Nội mới được tập thì khó quá. Không chuyện mở lớp online gì cả. Thứ online đợt vừa rồi cách ly cũng có mở online đấy, nhưng mà thứ online là không mang lại hiệu quả. Vâng. Đấy, như là anh không muốn mở thôi. Mấy lần mình đều rủ anh Huy là anh ơi, Duy là anh ơi mở lớp online đi. Như anh Duy bảo là không mang lại hiệu quả, anh không mở. Mặc dù là anh có thể kiếm thêm rất nhiều tiền khi anh mở lớp online và dạy mọi người ở nhà, nhưng anh vẫn đặt cái việc là mọi người phải giảm được cân ý lên tiêu chí đầu tiên, này em rất là trân trọng điều này. Ok, chào anh Duy. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình.